Rồi, ok anh em, thì ở đây thì khú bổi thì em vẫn còn nha. Nói chung thì ở đây thì em còn tầm khoảng 10 con anh em. Đó thì tất cả khú này đã ra giọng hết rồi nha. Bao trống là trống trọn đời cho anh em luôn, bao chuẩn trống luôn, không không có mái luôn nha. Đó, mái thì anh em cái thì đó, mấy cái này thì em đã test hết rồi, hót hét rồi, ok hết rồi thì em mới dám bán cho anh em. Chứ không phải mà nó chưa hót mà em lấy ra em bán cho anh em đâu. Ở đây anh em yên tâm cái phần đó nha. Còn riêng khú bên em á là khú Bạc Má, Cao Bằng, Lạng Sơn nha anh em. Đó, má trắng to. Đó, má trắng to, bộ to, hót rất là nhiều luôn. Thì đa số vùng này thì chim chơi cánh chơi đuôi rất là nhiều luôn anh em. Đó, chim chơi cánh chơi đuôi thì rất là nhiều luôn. Tại vì cái tỷ lệ bảo vệ cái vùng này á, thì lâu lâu thì nó mới có, chứ nó rồi rồi nó cũng ít có lắm. Nó cũng giống như là cờ bang vậy đó anh em. Đó thì nó chỉ thua cờ bang thôi, nó chỉ sao cờ bang thôi, nhưng mà cờ bang thì hiện tại thì giá thì nó hơi cao đó, thì giá nó chim bổi nó tầm khoảng 2 triệu mấy lần anh em đó. Còn riêng mà còn khu này thì hiện tại em đây thì em đang bán thì 1 triệu 1 triệu 1 triệu 7 thôi nha anh em, 1 triệu 7 thôi đó. Giống như cái con này anh em thấy cái con đầu tiên không, con này là con chim chiền. Ở chim chiền nuôi lên trong cái 6 cái con chim chiền hàng tuyển VIP của em á đó, thì con này là của anh khách anh mua rồi đó, nhưng mà anh gửi lại cho em nuôi 1 tuần, tại vì do nó do nhà ảnh anh em đang sửa chữa nên ảnh có nhờ gửi lại thì ok, thì em vẫn nhận em nuôi thôi đó. Thì hôm nay anh em thấy nó chơi là kinh khủng luôn không, giống như lúc trước em bao em bán với anh em á, em bao cho anh em á là chơi là cực kỳ hay đó. Đó thì hôm nay anh em thấy nó chơi không? Nói chung thì em đã thấy nó chơi rồi thì em mới dám bao cho anh em. Đó chứ không phải mà tự nhiên mà mới nhập về xong rồi bao đâu. Đó anh em thấy nó đứng nó chơi nè, tỉnh ghê không? Cánh đuôi là khó hết đầy đủ luôn nha. Đó, nhiều anh em nói chim chiền nuôi lên nó dễ bị tật rồi, chứ con này thì hiện tại thì chưa bị nha. Đó, ở đây thì em nuôi á, thì nó chưa bị tật. Đó, nó chưa giống như thường thường nó bị tật là nó hay bị lỗi là gấp cám bỏ cống nước nè, đó gấp phân bỏ cống nước thì con này chưa bị đó, kiểu giống như ngày hôm nay thì nó lửa nó căng quá anh em, đó nó cứ nhảy lên nhảy xuống nhảy lên nhảy xuống nó phá, nhưng mà con này thì rất là dạng luôn đó. Thì hiện tại chim chuyền bây giờ em cũng đã hết rồi anh em, giờ em chỉ còn chuyền già thôi đó. Chuyền già thì em bán cho anh em là 1 triệu 7 một con nha. Anh em cứ qua anh em test thoải mái, con nào hot thì anh em cứ lụm thôi. Ở do em giờ em quay ngược sáng nên nó hơi tối xíu để em zoom gần lại. Đấy, anh em thấy không? Con nào con lấy má trắng to nè, bộ to nè, chim rất là đẹp luôn nha. Rồi, ok. Giá 1 triệu 7 nha anh em. Rồi anh em xem anh em thích nào thì anh em cứ gọi cho em. Rồi, ok anh em, thì em sẽ lên cho anh em một con than chuyền nha. Đó. Con than chuyền tuyển nha anh em. Đây con này cao cầu nè, đó ôm lồng anh em nhìn tướng à, đúng chuẩn mẫu hót luôn, đuôi là xuyên đánh nè. Đó em lên mẫu này là nhiều anh em cực kỳ thích luôn đó nha. Đó thì hôm nay anh em kêu em kiếm kiểu này rất là nhiều thì thợ nó gửi cho em được có con rồi nè. Đó anh em nhìn nè, thấy không? Rồi con này thì mẫu chung chim dài đòn đó, không bự con nha anh em, nhưng mà được cái là cực kỳ ôm lông nha, tướng tá rất là đẹp luôn à. Đó anh em thấy không, đuôi là giật đánh nè. Con này thì hiện tại em đang cọc cánh nha, chứ con này mà em mà bung cánh ra đánh đuôi rất là đẹp luôn á. Đó con này thì sau này anh em nuôi là cực kỳ mà mau mỏ luôn nha. Đó lông sát nè, đó tướng tá rất là đẹp luôn nha. Đó thì hiện tại con này thì đang còn ăn sâu dưới dế nha, chưa ăn cám nha anh em. Anh em về anh em nhớ tập cám nha. Đó thì con này em bán cho anh em á là 500 ngàn nha anh em, 500 nha. Đó còn anh em nào mà thích hàng 350 thì em vẫn có đó. Nói chung thì hàng, tại vì hàng này thì em nhập giá nó hơi cao hơn so với 350 thì em bán 500, thì nói chung thì con này á em nhập á là đã hết 350 rồi anh em đó, nên về em bán 500 là chuyện bình thường. Còn riêng mà anh em mà thích so sánh về giá chỗ này chỗ kia á, đó thì anh em cứ bắt hàng 350 bình thường đó. Nói chung thì hàng 350 thì nó cũng cỡ giống như vậy đó, nó cũng bự cỡ giống như con này, nhưng mà tướng thì nó cũng chưa có gọi phải là vô hàng chuẩn mẫu hót
đó thì anh em thích bắt hàng 350 thì em vẫn có hàng 350 nha. Đó, lần riêng con này thì em bán cho anh em 500, chỉ có một con thôi nha anh em. Đó, rồi, ok thì anh em xem anh em thích anh em gọi cho em nha. Rồi tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em con tiếp theo đây, là con này là cũng là chim chuyền luôn nha, nhưng mà con này thì chuyền già rồi anh em, nó trổ gần xong hết luôn rồi. Đó, nó trổ nhiều hơn con kia rất là nhiều luôn. Nhưng mà đặc biệt con này cái thì cái cánh trắng nó rất là to. Đó anh em nhìn cái cánh trắng này. To đùng luôn á. Đó. Và con này thì cũng cực kỳ là ma mỏ luôn, chuẩn mẫu hót luôn nè. Đó, anh em thấy không? Đùi xiên đánh nè. Đó. Đây, cái phần cánh trắng rất là to luôn á. Đó. Rồi, ok thì con này em cũng bán cho anh em là 500 luôn nha. Đó, đây là lòng số 2 nha anh em. Lòng số 2 nha. Đó, đây anh em xem anh em thích thì anh em gọi cho em. Đó. Rồi. Con kia là chuyền tơ nha, chuyền tơ hơn con này xíu, con này là chuyền già rồi. Nó còn cái phần lông cổ nữa là nó trổ nữa là xong. Đó. Rồi, ok thì anh em xem anh em thích thì anh em gọi cho em nha. Rồi ok tiếp tục thì em sẽ lên cho anh em một con bổi nha. Đó con này thì chim bổi nuôi lên được một mùa hơn gần 2 mùa rồi anh em. Lông này lông mới nha. Đó con này thì tướng tá rất là đẹp luôn nè. Hôm nay thì em lên thì mẫu là đánh đuôi nè. Đó anh em nhìn thấy không? Bộ rất là đẹp, bộ cánh gà che đuôi là xiên đánh nè. Em nhìn nó đánh là nó đánh thẳng lên luôn á. Đó. Mắt móng mỏ tay chân đều đầy đủ nha. Đó con này thì mới vừa xong lông nha anh em, mới vừa xong lông. Đây. Cái phần cánh trắng nó cũng rất là to, nó chạy dài xuống nè. Con này thì bộ gà tre rất là đẹp, đuôi là xiên đánh. Đó. Con này thì hót rồi nha anh em. Đó nhưng mà hiện tại thì lửa củi nó chưa có được căng, nó chưa có được ổn định. Thì cái này thì anh em về anh em phải chăm thêm nha. Đó chứ con này thì anh em về mà anh em chơi mà anh em đi hót liền hoặc là kẹp chim vô liền thì chưa được đâu nha anh em. Đó cái này thì em nói trước cho anh em luôn. Đây. À. Thấy không? Tướng tá rất là đẹp luôn nè. Đó. Cao cầu nè, cánh gà tre đuôi xiên đánh nè. Đó này là vô đúng chuẩn của rất là nhiều anh em thích cái mẫu như thế này nè. Đó. Rồi, ok thì con này em bán cho anh em á là 1 triệu nha anh em. 1 triệu nha. Đó, cái phần cái con này thì cái đầu nó hơi chạy xíu nhưng mà hiện tại thì nó đang lành nha anh em. Đó. Rồi, ok thì con này em bán cho anh em á là 1 triệu nha anh em. Nha, bộ nhảy cũng rất là đẹp luôn nè, đuôi rất là xiên đánh luôn nè. Đó. Rồi, ok thì anh em xem anh em thích thì anh em gọi cho em nha. Rồi, ok thì em lên tiếp cho anh em một con chuyền nữa nha. Đó còn sót một con. Hôm nay là em có tới 2 con chuyền lận anh em. Ở 2 con chuyền non và 1 con chuyền bọ già. Đó thì nay thì bây giờ thì em sẽ lên cho anh em một con nữa nha. Đó thì con này thì cũng cao cầu dài đò nè, chuẩn mẫu hót nè, đuôi xè nè, rất là xiên đánh luôn nè. Đó anh em nhìn ra không? Đó thì nói chung thì hàng tuyển thì nó phải đúng hàng tuyển. Đó. Còn anh em nếu mà anh em mà thấy cái phân khúc giá này nó chưa có hợp lý hoặc là mắc quá hoặc là không có vô mẫu của anh em thì anh em có thể mua hàng 350 thì em vẫn có nha. Đó, rồi ok thì con này em bán cho anh em là 500 ngàn nha anh em, 500 ngàn nha. Đó, 500 ngàn. Con này nha, con bên tay trái nha anh em, còn con bên tay phải là nãy em lên cho anh em là 800 á. Ủa 1 triệu á anh em, sorry, 1 triệu á. Đó, con này nè. Đó, đuôi xiên đánh nè, lông mới nè. Đó, bản đuôi to nè, anh em thấy không? Đó, con này thì độ dạng của nó được tầm khoảng 80% thôi nha anh em. Đó. Rồi, ok thì em quay lại tiếp tục lại con chuyền này thì con chuyền này em bán cho anh em á là 500 ngàn nha anh em, 500 ngàn. Đó, còn con này là con mùa, một mùa hơn gần 2 mùa rồi anh em. Đó thì con này em bán cho anh em là 1 triệu nha. Chim mắt móng mỏ đầy đủ, không tật lỗi gì hết nha anh em. Đó, con này thì độ dạng của nó tầm khoảng 80%. Đó. Rồi, ok thì anh em xem anh em thích con nào thì anh em cứ gọi cho em nha. Đó, còn chim thì sáng ra em tắm em phơi nắng hay nè. Đó thì con nào mà thấy ok rồi. Đó thì em mới quay lên cho anh em thôi. Rồi thì em cũng cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ trong suốt thời gian qua. Xin cảm ơn anh em và xin chào anh em. Chúc anh em một ngày làm việc vui vẻ và
thật nhiều sức khỏe nha anh em.